nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình bí kíp tăng view tăm sóc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series bí kíp tăng view tăng sóc YouTube cùng BBTV Network, nơi chia sẻ những kinh nghiệm làm YouTube của các YouTuber hàng đầu Việt Nam. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan Support của BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Trò chơi giải cứu thú cưng bằng xe cần cẩu cứu hộ. Cái clip này là định đánh từ khóa nào hả em? Xe cần cẩu anh. Xe cần cẩu gì? Dạ. Yeah. Hai từ thú cưng và xe cần cẩu. Anh xem số lượt phân tích của cái clip này. Tổng quan số lượt xem cực thấp. Cái đường màu xám ở bên trên không? Dạ. Yeah. Đường màu xám đấy là trung bình của kênh này, giá trị trung bình của các clip khác ấy. Yeah. Màu xanh của clip này nó nằm tụt hẳn bên dưới, giống kiểu mình mang con đi cân bác sĩ đúng không? Không hiểu nổi luôn, tại vì cái này là cái tiêu đề này là cũng nghiên cứu dữ dội lắm. Từ em vào cái chỗ mà giữ chân người xem và xem thêm thì thấy có đoạn mà rất khán giả rất nhiều kìa. Em ra cái chỗ mà rớt khán giả xem là cái gì vậy? Là em làm cái gì trong video mà nó rớt nhiều vậy? Làm gì mà bọn nó rớt khán giả dữ vậy ta? Ồ, đấy, từ từ, đấy. Anh nghĩ là cái này nó vào ngay cái mặt của con gấu này em này. Cái hình ảnh đấy làm hơi phản cảm đối với các... Sau này các cháu không thích xem nữa, bấm sang xem cái khác không? Mà tỷ lệ giữ chân người xem nó thấp cho nên là view nó thấp thôi. Mà ngay sau đoạn đấy là chạy đoạn intro lên đấy nhé. Tại vì mấy giây đầu tiên của video quan trọng lắm. Dạ. Em hiểu không? Cái định xem các bé có dừng lại để xem cái video hay không? Hay là click sang xem cái khác trong vòng 10 giây đầu tiên đấy. Dạ. Trò chơi mụ phù thủy độc ác xem nào. Xem số liệu phân tích nào. Em thấy cái biểu đồ dưới chân người xem của nó khác không? Kéo xuống dưới, yeah. Click vào biểu đồ dưới chân người xem nào. Lại xem cái chỗ mà nó bị rớt khán giả nhiều ở gần khúc sau kìa. 1/3 phía sau. Chắc nó không thích nói chuyện. Đoạn này nói chuyện hả? Dạ, đoạn này nói chuyện. Chắc là kiểu hành động nó chậm quá hay sao? Dạ, tại vì giống như ngồi giới thiệu vậy thôi chứ không có lượng chút nữa mới làm tiếp. Dạ, yeah. Tại vì 10 phút cái chim vô hơi khúc sau thì chim hơi... như nó nói vậy đó, để kéo ra được 10 phút. Mà anh, theo anh đó thì mình làm tại vì thôi đừng có làm gì, đừng có tham những cái đấy. Em cứ làm sao cắt cho nó tốc độ cao vào cho nó ấy mà. Mình hướng đến cái lâu dài, mục tiêu của em là 500.000 sắp, 1 triệu sắp chứ. Đừng có cố tình kéo dài video để lấy thời gian xem thế. Yeah. Đấy em nhìn thấy chưa, thấy khán giả rất liên thấy không? Dạ đúng rồi. Dụng ngược chứ đâu phải là đó, kiểu như đó là cái video mà nếu người ta làm 3 phút, 5 phút với lại 10 phút đó, thì mình nên đi theo con đường chả sao cả. Em đừng có tính những cái chuyện này 3 phút, 5 phút, 10 phút. Tại vì em thấy mấy cái video mà em làm nó ngắn á thì cái doanh thu nó thua những cái video 10 phút. Thì đương nhiên rồi, anh biết mà. Yeah. Thì đương nhiên rồi, nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái ngắn hạn em được nhưng mà cái dài hạn làm sao em được. Thì em phải bỏ qua những cái đấy, em cắt tốc độ cao vào để cho các bé khỏi rời đi. Xong rồi cứ tăng view lên, mặc dù là thời gian xem của em giảm đi nhưng mà cứ tăng view lên, lấy rank cho kênh đã. Tăng view tăng lượng lên cho đến khi mà cảm thấy kênh của mình không cần tag cũng có view đấy. Cảm thấy mạnh như thế rồi thì hẳn tính lại. Yeah. Bây giờ kênh nó cũng gọi là cũng thuộc dạng không phải là mới bắt đầu nữa rồi, cho nên là bây giờ cái giai đoạn này em những cái quyết định về chiến lược nội dung hay là gì nó sẽ mang tính quyết định lâu dài về sau cho kênh đấy. Sau này em làm YouTube có nhàn nhã hay không, hay là em làm YouTube theo kiểu căng thẳng mệt mỏi là phụ thuộc vào những quyết định của em bây giờ đấy.
Em nói là tại vì giống như giờ phải cái kênh em nó đang đi theo cái hướng là chỉ như kịch ngắn á, mà bài học cho bé. Chứ làm trò chơi thì ít view lắm. Có mấy lần em muốn làm trò chơi tại vì anh thấy mấy cái clip mà trò chơi là toàn nhiều view nhất mà. Trò chơi thôi nhưng mà nó là cốt truyện anh, cũng là cảnh sát đi bắt này kia rồi vậy đó. Đúng rồi, cái xu hướng bây giờ phải làm có câu chuyện, có cốt truyện như. Dạ, yeah. Chứ còn mà dạng như ngồi chơi mà chơi này kia giống như hồi xưa là không có view luôn á, em up lên là không ai coi luôn á. Yeah. Em làm kênh được bao nhiêu năm rồi anh quên thôi. À, 1.5 năm anh. 1.5 năm à. Em phải tính toán thêm cả cái chuyện là các bé lớn lên nữa nha. Dạ. Yeah. À mà không cần tính toán tại vì bé Ken lớn. Nó lên lớp này, nó lên lớp khác. Thì cũng theo cái độ tuổi của bé Ken. Dạ. Yeah. Em không thể ví dụ như bé Ken 4 tuổi mà em chơi cho 1 tuổi. Dạ. Yeah. Xem chi tiết nè, kéo xuyên. Từ anh xem tác này. Mấy cái chữ mà mất hết phép thuật với mất phép thuật là em lấy đâu ra vậy? Em tự đặt á. Bỏ đi đừng gọi tự đặt nữa nha. Dạ. Yeah. Em tự đặt nữa nha. À, vào mở cái tab mới đi. Mở tab mới. YouTube. Rồi, em vào ô tìm kiếm mà em gọi chữ phù thủy đi. Phù thủy slime, phù thủy tối thượng là cái gì phim à? Phim. Phù thủy tối thượng, phù thủy có thật. Phù thủy mắt trắng, phù thủy tốt bụng. À, gõ mụ phù thủy nè. Em thấy đây là lưu lượng tìm kiếm của các bé này. Em chung những cái này làm tác này, chứ đừng tự nghĩ em hiểu không? Hiểu chưa? Mục phù thủy độc ác, mục phù thủy da này, mục phù thủy có thật. Đưa cái con chuột ra phía trước chữ mụ nè. À sao, cách. Được chưa? Đấy, lưu lượng tìm kiếm đây này. Những cái này là mới là nên dùng làm tác này. Dạ. Yeah. Một là lấy tác từ ô tìm kiếm của YouTube. Hai là không tác gì hết. Dạ, yeah, chứ không tự đặt tác. Tự đặt là cái trong đầu của em chứ đâu phải là cái của thuật toán nghĩ với cái của khán giả tìm kiếm. Yeah. Đúng không? Rồi quay trở lại cái chỉnh sửa siêu dữ liệu đi. Với lại là anh nghĩ là mấy cái tác mà bể bơi với khổng lồ với trò chơi cái đấy em bây giờ kênh của em bắt đầu lớn dần là em có thể bỏ bớt dần đi rồi đấy. Dạ yeah. Em hiểu không? Mình chỉ tác chính xác cái chủ đề của video thôi. Dạ, chứ không có để chài vậy nữa. Ừ. Thì những cái lưu lượng mà từ tìm kiếm ấy, nó sẽ chính xác hơn. Lúc các bé tìm là phù thủy chẳng hạn thì nó hiện được cái video này. Chứ còn nếu mà em để cả cá sấu, cả bể bơi thì nó bị chia cái lượt hiển thị ra. Chia bớt lượt hiển thị ra như ví dụ như thay vì 100.000 lượt hiển thị lên cho phù thủy chẳng hạn thì nó chỉ hiển thị có 20.000 lượt thôi, còn lại nó còn phải hiển thị bên chỗ bể bơi rồi bên chỗ khổng lồ này nọ, mà những cái đấy lúc mà ví dụ như đứa nào mà chủ động tìm kiếm ấy. Yeah. Mặc dù nó hiện lên nhưng mà không đúng cái của nó thì nó đâu có click vào, em bị giảm tỷ lệ nhấp chuột xuống. Yeah. Đúng không? Thay vì đó mình đánh tập trung vào đúng. Phải bỏ từ từ chứ không phải là mình bỏ cái này ha. Ờ, mấy cái đấy thì chả có tác dụng gì rồi. Cái mà trò chơi mụ phù thủy độc ác mất hết phép thuật thì cái đấy không có ai gõ tìm kiếm như thế. Yeah. Rất là rủi. Cá sấu bể bơi khổng lồ rồi là mình bỏ. Cá sấu bể bơi khổng lồ thì anh biết là mấy cái từ khóa này là nó thường thường của trẻ con nó hay ấy, nó hay xem, nhưng mà kênh của em thì khá lớn rồi. Yeah. Rồi không cần thiết nữa. Toàn nó biết thừa là nội dung trẻ em thôi. Còn biết là trong video có trẻ em nữa. Cho nên là mình để dành tất cả. Mặc dù là bây giờ thuật toán nó đã biết là chủ đề trẻ em rồi. Trong chủ đề trẻ em đấy mình chỉ muốn hiển thị ở trong chủ đề nhỏ là phù thủy. Tất nhiên là trẻ con thì nó khá là thụ động. Em thỉnh thoảng em vẫn có view, em hiểu không? Yeah. Ví dụ như thằng nào nó đang xem đề tài cá sấu chẳng hạn, thì video của em vẫn hiển thị bên cạnh, khả năng là vẫn có view, nhưng mà cái xác suất nó thấp hơn so với nó chỉ hiển thị bên cạnh những cái. Nếu như mà bây giờ mà em bỏ hết mấy cái đó thì kênh em nó có mất đề xuất không anh? Ừ, thì em bỏ dần dần. À, bỏ từ từ ha. Ừ, bỏ từ từ, bình tĩnh. Dạ. Yeah. Ừ, bỏ từ từ, nhưng mà em vẫn để thẻ tác của kênh gì
Thì vẫn để thể tách của kênh, nhưng mà mình up video lên thì mình xóa mấy cái đó bớt, giống như thể tách video thì mình xóa mấy cái đó bớt. Phải dũng cảm xóa đi, tới được cái chỗ là không cần tắt gì. Dạ dạ dạ. Cái trò chơi giải cứu thú cưng thì anh nghĩ khả năng một trong những nguyên nhân chắc chắn là do cái cảnh mà nó va ngay vào mặt của con gấu nha. Cái đấy là khá là phản cảm ấy. Có máy còn chưa bị vàng tiền đấy nha. Cái xem cái 10.000 view nè. Cái này thì nói chung rồi, là rồi xem chị chân người xem. Mẹ rất kinh thế. Xem từ đâu nè, xem từ đâu theo nó rất ác thế nè. Cái cách vào video như thế nào nè. Làm gì đây, chỉ cái hàng cây làm sao? Có quả bóng ở trong này. Cái kẹo. À kẹo. Cho con cá sấu ăn kẹo à? Sao nó rớt dữ thế nhỉ? Welcome to me. Xin chào các bạn đúng không? Nó không thích nói chuyện, chắc em nghĩ nó đến là nó không thích nói chuyện. Đây thế hả? Nó thích action hả? Giới thiệu rồi là không có chịu. À, thì đó. Cái mới vô là mình rút kinh nghiệm những cái đó. Dạ. Yeah. Rồi nói chuyện để kéo tiếp đến cái đoạn cái góc mà giữ được các chân khán giả cái. Rồi bắt đầu đoạn này bắt đầu mình giữ chân được khán giả này. Là nó đi săn kẹo quá. À bắt đầu đi săn kẹo. Dạ. Yeah. Ok, rút kinh nghiệm phần đầu của video để nhiều action hơn em ơi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Để ra sau. Em không thể bỏ hết những đoạn nói chuyện này, em lại thành cái kiểu kia giống như em nói lúc nãy. Chỉ có action với cái hiệu ứng đi á, nhân dân rồi bị YouTube nó tắt kiếm tiền, nó có bảo là nội dung giá trị giáo dục thấp. Dạ đúng rồi. Lượng thấp. Hoặc là nhiều khi các bố mẹ vào xem cũng người ta lại chặn mất kênh của mình không cho con xem. Dạ. Đúng không? Còn cái bộ phù thủy kia là một phát vào là ấy luôn à? Không có nói chuyện chưa gì nhiều hả? Cái gì? Biến phép đồ này kia nó khoái lắm. Mà tại vì chẳng lẽ mình cứ đi làm, tại vì kênh em á, là hồi trước là cảnh sát mà giờ cảnh sát là hết rồi nè. Chỉ còn phù thủy với chị Đại thôi à. Mà chẳng lẽ tối ngày cứ lôi hai cái đó ra làm hoài, bởi vì mình cũng muốn đổi cho nó có cái mới mà đổi lại rớt à. Được rồi, đánh đổi mà. Chịu thôi, trẻ con như thế mà. Khá thụ động. Với lại nó thích những gì lặp lại nữa. Dạ. Yeah. Đúng không? Đúng rồi, mặc dù nó biết hết cái nội dung luôn mà nó vẫn coi. Nó thích những gì lặp lại nữa. Chỉ như thế nên nhiều người mới, bọn nó mới, mấy cái đứa kia nó mới tập trung vào nội dung trẻ em là vì thế. Dạ. Yeah. Ok. Thế thôi nhỉ, hôm nay tạm thời thế nhỉ. Dạ dạ dạ. Anh thấy kênh em còn có nhiều thứ để thử nghiệm lắm, dũng cảm lên, không sợ đâu. Mục tiêu của em đâu phải là chỉ có từng này. 500 nha. Dạ. Thử đi, sợ chứ. Đúng rồi. Chỗ nào mà sợ thì thử dần dần. Ví dụ yeah. Một tác xong rồi mấy cái tác của kênh bỏ bớt một tác. Dạ dạ yeah, yeah. Cảm thấy êm rồi bỏ tiếp tác khác. Dạ yeah. Vì đằng nào trong mỗi video của em nó vẫn hiện lên, nó vẫn biết là cái tác của kênh là gì mà. Dạ yeah. Ừ. Okay. Tại vì mình bây giờ là mình đang sáng nghề luôn rồi, bởi vì mình phải cố gắng mình làm. Đúng rồi, nhưng mà em phải suy nghĩ cái điều mà anh nói là bây giờ kênh của em gọi là từ cái gọi là cái trình độ gọi là sơ cấp. Dạ. Độ của các bạn nó 1.000 sắp ấy, cho đến 10.000 sắp ấy. Bây giờ trình độ của em là khoảng cỡ từ 50.000 đến mấy trăm ngàn rồi em hiểu không? Thì yeah. Giai đoạn này qua cái giai đoạn gọi là học những cái cơ bản của YouTube rồi, những cái kỹ thuật rồi, thì bây giờ đến cái giai đoạn là chiến lược của kênh sau lâu dài. Mình chọn yeah. Nào mà mình cảm thấy dễ chịu thoải mái, đừng có nghĩ đến, khó là nghĩ đến tiền nhiều quá. Dạ, dạ. Còn đang nghĩ đến doanh thu nhiều quá. Tại vì ấy, doanh thu bây giờ, ví dụ như em thấy em làm theo hướng này được 500 một tháng nha, em làm theo hướng kia được 200 một tháng, 300 một tháng. Tính ra mỗi tháng lệch nhau có một tí thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng lâu dài đến sau này. Mỗi buổi sáng dạ. Em có muốn đi quay hay không, hay là quay vui, hay là đi quay thì em cảm thấy vui vẻ, hay là đi quay em cảm thấy như là đi làm.
Đúng rồi, dạo này là thấy đi quay như đi làm vậy đó. Tại Ken nó không có chịu quay á. Thì đó. Sao mà chọn? Cứ bình tĩnh, chọn những cái gì thoải mái, vui vẻ. Rồi mình chuyển qua từ từ. Ờ, đây mình chuyển qua từ từ. Dạ. 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 Đây mình lồng ghép khéo léo bằng những cái dữ liệu mình thấy chỗ nào mà trẻ con nó thích, chỗ nào trẻ con nó không thích. Tập trung vào cái hơn là cái vấn đề từ khóa với cả vấn đề mấy cái đó thì bây giờ em biết thừa rồi, mình đánh từ khóa nào thì nhiều view hơn, cái nào ít view hơn em biết rồi, nhưng mà mình lựa chọn trong những cái từ khóa tốt đấy, lựa chọn theo cái hướng nào mình cảm thấy dễ chịu nhất. Dạ. Hướng chủ đề nào mình cảm thấy dễ chịu, bạn Ken thấy dễ chịu nha. Dạ dạ. Anh quên mất ở trong clip của em có cái thể tác là bạn Ken không nhỉ? Có anh. Có nhá. Để nha, cái để nha. Dạ dạ. Cái đấy thứ nhất là kể cả nó không đúng tiêu đề của không đúng chủ đề của video, mà đương nhiên là clip nào chả có bạn Ken, kiểu gì mà chả đúng. Dạ dạ. Giữ cái đấy để giữ cái thương hiệu, cái đấy là từ khóa tìm kiếm đấy, là không ai có thể cạnh tranh được với mình cả. Dạ. Nha, ok. Dạ, ok. Ừ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ dạ. Xong rồi mấy cái này bây giờ anh hết thời gian rồi, mấy cái này mấy cái em anh nói em có thể suy nghĩ để em áp dụng sang cái kênh kia nhá anh. Dạ, ok anh.